xem hình dáng của con cua núi này, nó rất là khỏe khoắn, nó chạy thì nhanh như chớp luôn cả nhà. Video tiếp theo trên kênh Già Làng Tây Nguyên ạ. Thì buổi sáng hôm nay là tiếp tục những ngày ở trong rừng thì mình cũng sẽ đi tìm những cái dược liệu nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ lên những cái bãi nấm linh chi mà những lần trước mình đã lên rồi đấy. Và hy vọng hôm nay sẽ có một ít để mà lấy đem về phơi khô nha cả nhà. Hôm qua ở trong rừng thì thật sự một đêm rất là mệt luôn cả nhà. Nó mưa to lắm, ướt hết cả người luôn, cả võng, mấy anh em ướt hết luôn cả nhà. Và sáng nay thì mình sẽ hành trình vừa đi lên cái bãi nấm mà vừa đi tìm xem thì có những cái gì để làm thức ăn không nhé. Vì mùa mưa ở trong rừng thì rất là dễ kiếm thức ăn cả nhà. Còn trường hợp mà kiếm không có gì thì mình cũng sẽ nhổ một vài cây măng thì luộc lên hoặc là nướng lên thì cũng sẽ là một bữa ăn cũng đỡ chống đói qua ngày nha cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà mình cùng hành trình với anh em mình nhé. Vì mỗi lần mà mình đi rừng thì mình đi rất là dài ngày cả nhà. Vì quãng đường đi rất là xa và đi vô trong rừng thì mình cũng sẽ kiếm được cái gì đó mang về cả nhà. Chứ không thì cũng mất công cho mình nhé. Nên mình ở trong rừng một lần đi như vậy thì khoảng cỡ 4 đến 5 ngày. Và quý vị có muốn gọi điện chia sẻ tâm sự với mình hoặc là muốn hỏi về những cái món hàng dược liệu, nếu mà gọi cho số của mình không được thì cả nhà mình có thể là gọi số đuôi 3 số 1 nhé. Gặp vợ mình ở nhà thì có thể là tư vấn và hỗ trợ cho cả nhà mình, hoặc là những cái đơn hàng gửi đi mà chưa nhận được thì quý vị có thể gọi số đuôi 3 số 1 để vợ mình hỗ trợ nhé. Bởi vì ở trên rừng thì nó rất là yếu mạng cả nhà. Gọi thì có chuông nhưng mà bắt máy lên thì lại không được, nó bị hút mạng sao không nghe được cái gì cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi lên một quả đồi trên này. Đi trong rừng thì theo cái quán tính của mình đi thôi cả nhà. Mình nhắm hướng và mình đi thôi, chứ còn ở trong rừng thì không có cái đường nào để mình đi hết. Mình nhắm hướng mình đi và mình đi, có thể là đi nhiều lần thì nó sẽ thành một cái lối mòn. Chứ trong rừng thì mà đi thì không có hướng, đi thì không có đường cả nhà. Những cái này nhìn giống như là nấm ngọc cẩu này, nhưng mà không phải. Ngọc cẩu thì nó mọc ở vùng khác, chứ vùng này thì trước đây mình đã đi nhiều lần rồi mà không thấy ngọc cẩu nào mọc chỗ này nhé. Ôi mình phát hiện ở đây cũng có ốc rừng đấy cả nhà ơi. Đây này, tôi quay cho mọi người xem này. Ô, hai con luôn. Nó vừa thấy mình là nó lại cong đầu lại cả nhà. Nó vừa thấy mình là nó lại cong đầu lại này. Con này thì đang đù lá này. Đây coi qua này. Nó cũng được. Nó đù lên cây giống như cây nấm luôn ấy cả nhà. Xin nhé. Mình vừa đi tìm nấm mà mình gặp những con ốc như thế này thì mình cũng nhặt luôn để mà làm thức ăn trưa nay đấy cả nhà. Hoặc là mình lấy thêm những măng thì mình luộc hoặc nướng lên ăn cũng được nhé. Vì ở trong rừng thì mình cứ ăn tạm bợ sống qua ngày vậy thôi cả nhà. Có khả năng là rừng này cũng có ốc đấy. Lúc nãy thì thấy ngoài kia cái vỏ to lắm, to bằng nửa nắm tay này luôn này. Nhưng mà chết rồi. Vì những cái đặc trưng con ốc này thì khi mà mùa mưa xuống thì mới có nó ra nhé cả nhà. Còn khi mà nắng lên á thì nó chạy trốn ở đâu trong những hốc đá hoặc là những dưới những cái lá mục.
Còn những con nào đi trốn không kịp thì sẽ bị chết dọc đường nhé. Nên là mình nhìn, đôi lúc mình nhìn vẫn thấy vỏ của nó ở đây này cả nhà. Xem kỹ đi mà vẫn thấy đó. Từ đây lên trên bãi nấm cũng còn đoạn xa nữa thì mình cứ đi dần dần tìm thôi. Đây có vỏ nhỏ này. Vỏ con này nhỏ, những con này là từ mùa trước rồi cả nhà, nên nó đã chết rồi. Mình nhìn thấy vỏ của nó là mình... Hai con gần nhau rồi đó kìa. Đó, trong gốc cây. Ở đây, đây. Đấy, cả nhà xem. Ui. Con này đang ăn lá này. Đi gặp cứ lấy tí nữa là nộp vào kho trưa là cho đầu bếp chế biến mà làm thức ăn. Chỗ này cũng có này nhưng mà nó bị một vỏ nó chết rồi nè. Cái nhà này. Đây cũng bị một vỏ chết rồi. Những cái vỏ này là rất cứng luôn. Khả năng chỗ này có đấy, thấy vỏ chết nhiều lắm. Ở tại khu rừng này thì mình để nhìn thấy là cây nhím đá rất là nhiều luôn cả nhà. Ở bên kia cũng có kìa. Cây nhím đá đấy cả nhà. Tại vì mình được biết là đây là có ốc này. Mình được biết là cây nhím đá này nó chữa bệnh dạ dày rất tốt nha cả nhà. Vị của nó đắng. Vì ở đây người ta thường hay gọi là cây nhím đá vì những cây này thì con nhím nó hay ăn đấy cả nhà. Con nhím nó hay ăn cái củ của nó nên là mình cứ gọi là cây nhím đá thôi. Đây cả nhà. Và những cái loại cây như thế này á, những lần trước thì mình đi thì mình cũng đã thu gom hết rồi cả nhà, về mình đã chặt lát phơi khô hết rồi cả nhà. Cả nhà mà có nhu cầu sử dụng cây nhím đá này thì hãy liên hệ với số điện thoại mình để ở màn hình gửi đến cung cấp cho quý vị nhé. Nhưng cây này thì nhỏ thì nên mình hôm nay mình không lấy nhé. Mình lấy những cây to, cây cũ nó dài nó cao lên như thế này cả nhà. Về mình chặt lát thì nó mới không có hao và nó sẽ được nhiều nhé. Những cây này thì còn nhỏ thì mình cứ để cho nó lớn thôi. Mình cứ để cho nó lớn, đằng nào đi qua đi lại cũng là của mình thôi cả nhà. Chỗ này có một vỏ mà chết rồi. Vỏ này chết nằm trơ xương được này. Hết rồi. Và những cái hành trình này thì cũng như là những người bản địa ở Tây Nguyên ấy cả nhà. Họ cũng đi rừng, họ cũng vừa đi vừa tìm thức ăn như thế này cả nhà. Và mình cũng sẽ, khi mà được tiếp cận nhiều với khán giả đó, mình cũng sẽ xây dựng lại những cái video ghi lại những cái hành trình đó để cả nhà xem và hiểu được những cái đời sống của người Tây Nguyên nhé. Này 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 này. Ui, ba cái luôn. Nè cả nhà. Đây một con chỗ đây này. Con này. Con bên này, này. Đây con này đang đu này. Ui, ngon quá. Còn con này nó còn nhỏ này cả nhà. Con này còn nhỏ thôi, để cho nó sống đi. Vì sao tới. Con này được rồi này. Ui, lùm tí mà cũng đã được mấy con rồi. Cũng sắp đầy túi rồi đấy cả nhà. Ôi bên đây con to này. Đây này. Đang đu cái lá này. Đấy. Đấy, vậy ấy. Hôm nay thì đi trong rừng thì chỉ có hai anh em thôi cả nhà. Bởi vì từ trước đến giờ thì cái kênh YouTube của mình là mình cũng đã tự xây dựng nên. Và lần trước thì mình cũng đã gọi Hiếu, Phê với Hòa đi, vì ba người đó thì không có công việc thu nhập ổn định ấy. Nên là mình cũng muốn là để ba người đó có thêm cái thu nhập để mà trang trải cuộc sống. Nhưng mà dạo gần đây thì chính sách của YouTube căng quá nên là những cái thu nhập từ YouTube rất là ít nhà, nên không đủ trả lương cho mọi người, nên là mình tạm thời cho mọi người nghỉ nhé.
Rồi khi nào mà lương ổn định lại thì mình cũng sẽ gọi mấy người đã đi cùng với mình nha cả nhà. Vì đi lũ thủi trong rừng thì có hai anh em rồi, tối ngủ rừng thì cũng rất là buồn nữa cả nhà. Nếu mà có 3-4 người đi thì vui hơn, nhưng mà không có thì cũng chịu thôi cả nhà. Chứ mình thì cũng đâu có bỏ tiền túi ra để mà trả lương cho họ được đâu. Nên những có những khán giả là không hiểu gì nên là cứ nghĩ mình là ăn dày quá không trả lương cho mấy người kia, thì mấy người kia nghỉ hết nha cả nhà. Nên không phải vậy đó nhé. Mong cả nhà hiểu giúp mình nhé. Còn mình có tính xấu như vậy thì mình cũng sẽ không có tồn tại cho đến ngày hôm nay đâu cả nhà. Nên là những người nào mà có tính xấu thì nên bỏ đi, chứ còn khó lòng mà phát triển đó nhé. Có tính xấu mà muốn hại người khác á là nên bỏ đi nhé. Sống phải làm người tốt, nhưng mình sống làm sao cho có ích cho cuộc đời xã hội mình này nhé. Chứ còn sống mà cái sân si với ganh ghét suốt ngày cứ dìm người khác xuống thì mình bôi bùn vào tay người khác thì tay mình cũng dính bùn thôi nhé. Nên là sống thì đừng có sân si nhiều nhé. Chỗ này có dấu chân người họ đi rồi này. Ôi ốc đây này. Đây đây. Một con. Hai. Ôi đây này. Ui chỗ này có cái trái gì ăn được đây cả nhà. Quả này là quả ăn được đây cả nhà. Mình không biết trái gì cả nhà, nhưng mà quả này là ăn được nhé. Quả này thì nó có cái vị ngọt nhưng mà hơi chua một tí cả nhà. Ăn miếng đã. Chỗ này thì có thú rừng nó đi nó ăn nên bị rớt xuống đấy cả nhà. Hộp của nó to lắm. Nó hơi chua nhưng mà vị ngọt nhiều hơn nhé. Nên là ăn không có nhăn mặt. Nó to lắm. Trên kia rụng đầy luôn nha. Ngon quá. Nãy giờ lượng cũng được nửa túi ốc rồi cả nhà. Trái nhỏ thôi mà hột rất to luôn này. Ngon, được. Đói bụng thì ăn mấy trái đó cũng đỡ. Ui, đây ốc to này. Đây. Đang đi này. Ốc này tầm cỡ 2 tháng nữa thì hết mưa thì nó cũng sẽ không còn nữa đâu cả nhà. Vì nếu mà mình đi trong rừng mà trời mà nắng thì sẽ không tìm thấy nó nhé. Mà trời mưa mà cảm thấy đất ướt thì mới gặp con này, chứ còn đất mà khô thì không biết nó ở đâu, trốn ở đâu. Đây có con nhỏ này. Nó chết rồi. Mấy con này chết rồi. Nãy giờ cũng được gần đầy túi rồi cả nhà. Hôm nay có 2 người thôi, ăn chừng này là cũng đừ ấy. Ăn no không phải đùa đâu cả nhà. Cái bát thì ăn không hết thì để dành đằng sau ăn tiếp. Rừng mùa mưa này hơi tối cả nhà thông cảm nhé. Hình ảnh nó không được rõ nét. Đây phát hiện ở chỗ đây có cây nhím đá đấy cả nhà, nhưng mà còn nhỏ quá thì mình không lấy nhé. Ốc kìa. Con ốc nữa này. Ui đây, 2-3 con, ui 3 con luôn. Ui này. Chỗ này có 4 con này cả nhà. Có tiếng chim gì đó kêu hay nhỉ. Chắc đang lẻ bày, lẻ loi đấy. Lại bài lẻ loi kêu gọi bạn ấy. Cái đây là cái táo rừng này cả nhà. Táo rừng này ngâm rượu uống cũng rất tốt nhé.
Nhưng mà cây này cây con thì không không có trái đâu. Ui, túi sắp đầy rồi. Đây 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 đây. Ui, hai ba con rồi. Đây này. Đây. Đây. Đúng ổ luôn cả nhà ơi. Túi kia đầy rồi. Ôi ở đây nữa nè, một con to nữa nè, chim nhạn lại bày kêu gọi bạn. Tài túi rồi, mới đi con tí mà chưa tới đại bãi nấm thôi mà đã đầy một túi rồi cả nhà. Công nhận cái rừng này cũng có ốc. Thường thì ở rừng khu rừng Tây Nguyên thì ốc này nó có rất nhiều rồi nha, chỗ nào cũng có, nhưng mà nó ở theo từng vùng thôi cả nhà, chứ không phải ở chỗ nào cũng ở đâu. Chim kia chưa bay đi, còn ở đó. Cái gì to thế, giống như cây dầu. Trên có phong lan không biết. Thì thường ở khu vực này thì rừng Moray thì có rất là nhiều phong lan đột biến cả nhà. Hy vọng đi mà gặp được cây giả hạt đột biến nào thì mình về bán kiếm vài tỷ nhé. Cây mấy tỷ rồi kìa. Năm cánh trắng rồi đó thì nghe nói là mấy tỷ đấy. Hy vọng thế thôi, không biết gặp không. Đi lúc nãy giờ cũng toàn nhìn lên cây rồi kìa. Không thấy. Đây cả nhà ơi, mình phát hiện chỗ đây có nấm đây. Nấm đây là nấm hồng linh chi đấy cả nhà. Nấm hồng linh chi nhưng mà nó đã đang nhú đây cả nhà. Tôi kể cho cả nhà xem này. Rồi. Đây này, những đây là những cái nấm hồng linh chi nó đang nhú đấy cả nhà. Đấy. Sau này nó to ra thì nó bằng cả bàn tay, bụng tay cả nhà. Cả nhà xem những cây này này. Đấy. Nhìn đã không? Nhưng mà cái loại nấm này nó rất to luôn cả nhà, cả nhà ơi. Nhưng mà nó bây giờ nó đang nhú ra nên nó còn nhỏ nhá. Đây là nó mới định hình để nó mà nó lên nấm thôi. Nhưng chưa phải là ra nấm nhá. Đấy. Cái này cỡ một tháng nữa lên là lấy là ok luôn đấy. Đây đây này, đây này, đây. Lọt là lọt đen, đẩy luôn, đá luôn. Tới bãi nấm rồi nhưng mà giờ loại những cái nấm linh chi lim xanh lúc nãy mình đi ngang qua thì cũng đã có thấy dấu chân người họ đi trước rồi cả nhà, nên họ bẻ mất rồi. Bây giờ mình cũng thấy nữa. Nhưng mà phát hiện được cái bụi nấm hồng linh chi đây thì nó lại chưa lớn. Thôi bây giờ mình cũng phải tiếp tục đi tìm thôi. Chứ đi trong rừng thì không thể nào mà biết trước được điều gì cả nhà. Cũng có lần thì mình đi nhưng mà bị nhịn đói cả một ngày luôn mới tìm được thức ăn. Cũng có lần đi thì gặp rất là nhiều thức ăn và những cái dược liệu cũng như vậy nhé. Không phải đi mà lúc nào cũng được may mắn mà được nhìn thấy nó ngay đâu. Đi tìm từ sáng giờ rất là nhiều công sức luôn mà. Cuối cùng thì đi đến chỗ thì đã bị người khác họ nhặt mất rồi. Giờ đi thay ốc mà nhặt thôi. Nhặt để dành làm thức ăn. Trưa nay nướng đi, mà ăn nướng ăn thôi. Qua bên kia thưa. Mình phát hiện chỗ đây có cái nấm nhìn thì rất là đẹp cả nhà. Nhưng mà không biết là nấm gì, nhưng mà thường thì những cái nấm mà mình chưa hiểu rõ nguồn gốc, chưa biết nó thì mình không nên đụng tới nhé. Bởi vì nó rất là độc. Có thể là nó sẽ gây cho mình ngứa. Và những nấm mà không có côn trùng á, nó đụng đến thì những nấm đó thì mình đừng nên đụng nhé. Đi rừng thì gặp rất là nhiều nấm. Nhưng mà không phải nấm gì cũng ăn được đâu cả nhà. Nên là mọi người gặp nấm thì không biết nó thì đừng nên đụng nó nhé. Ok.
Cái nấm nhìn rất đẹp luôn mà không không dám lấy đâu. Đây, đây có cây, đây là có cây hồng linh chi đây cả nhà, nhưng mà bị mục mất rồi. Đó, thì những cái bãi nấm đây lần trước thì mình lên đây thì mình cũng đã từng lên từng viết nó rồi, và bây giờ mình quyết tâm mình quay trở lại để mình tìm cả nhà. Nhưng mà người khác thì họ lấy mất rồi, mình không có được lấy này. Mấy năm trước ở bên kia đầy luôn á, một đầy 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 đôi chân người đi nhiều quá rồi, lấy hết rồi. Bên kia mấy năm trước là nó rậm lắm, chứ không phải nó tống như vậy đâu. Thôi để hướng xuống xuống dưới đây đi. Ủa sao lại có trứng chim ở đây? Trứng chim ở đâu mà rơi xuống đây trời ơi. Ủa, trứng chim gì đấy không biết. À, giống này giống cu đất này phải không? Này giống cu đất đúng không? Cái tổ nào mà trên kia à? Ai kia kìa. Sao lại rơi xuống đây nhỉ? Cái này trứng cu đất đấy. Ui, cái này nó ung rồi, nó hư rồi cả nhà ơi. Không bị mẹ ấp ấy, nó hư rồi. Tầm này để tí nữa luộc lên được. Đầy ốc rồi. Bây giờ mình bỏ ra cái túi đây. Túi đây là cái túi đựng son nồi đây cả nhà. Bộ son nồi đa năng đấy. Nó đầy quá rồi, giờ mình bỏ ra đây đi cho nó dễ. Ui, bãi luôn rồi thầy. Ui, nhiều thế nhỉ. Trước đi mà có 3 người, 4 người mà hai túi này, còn một hai anh em đi chừng này ăn lười rồi. Mình cứ lấy nhiều để dành nhé. Hôm nay ăn không hết thì mai ăn tiếp nhé. Rồi đi, đi, tiếp tục đi, tiếp đi. Mình coi ở đây luôn đi. Nghĩ giải lao tí mà phát hiện có con cua núi đấy cả nhà ơi. Cả nhà thấy con cua núi lần nào chưa? Đấy, loại này nó chạy thì nhanh như chớp đấy cả nhà. Đây kia kìa. Đấy, nó nằm ở đây. Hai con. Hai con trên con dưới á. Thấy không? Ui ơi, con này nó cắn thiệt đúng không? Nó chết luôn á. Đây. Con này là mình nó vừa cắn mình đây cả nhà xem hình dáng của con cua núi này, nó rất là khỏe khoắn, nó chạy thì nhanh như chớp luôn cả nhà. Ui, con này con cua cái như sắp đẻ hay sao á. Thôi cứ thả đi này, thả ra cho nó chạy nha. Này, chạy này.
Chạy nhanh như chớp luôn đây cả nhà. Này cho nó chạy đi. Ui, đây tự nhiên lại thấy con ốc rồi nè. Nè. Nè, hai con này nó cắn mình, nó gãy càng ra. Nó đang sắp đẻ, thôi không lấy nó cả nhà. Vừa lấy có một con hai con ăn thì nó còn dính răng. Ăn ốc được rồi, giờ nó đi rồi, chạy rồi. Chạy tốn đi, tìm bạn đi. Anh bạn kia chạy mất rồi. Bỏ của chạy lấy người này, bỏ bạn chạy luôn. Rồi quăng vậy mà cũng được khá là nhiều ốc rồi cả nhà. Ui đây có cây sa nhân nè. Đây. Phát hiện ra trái đây cả nhà ơi, trái sa nhân đây cả nhà ơi. Ôi trời. Gặp cái gì thì lấy cái nấy nhé cả nhà. Đây này. Chùm ba trái này. Chùm hai trái này. Mình cứ lên rừng gặp cái gì thì mình lấy cái nấy thôi. Rồi tiếp tục đi. Rừng này cũng không ngờ cũng có sa nhân nhỉ. Măng le này. Đây có mấy bụi sa nhân này. Ôi này đây, đây. Đây cả nhà ơi, sa nhân đây. Nó nằm trong hốc này. Có đấy. Những cái nào đủ tuổi thì mình mới lấy nha cả nhà. Còn những cái nào mà nó non quá thì mình cũng sẽ để dành để lần sau thì mình có dịp quay trở lại thì mình cũng sẽ lấy. Mà người khác đi đến thì cũng lấy nhá. Cũng như là những cây nấm linh chi á, thì mình cũng phải chọn những cây đủ tuổi, không lấy những cây non đâu nhé, vì nó kém chất lượng và nó không có tốt. Nên là mình cũng đã khuyên mấy anh em trong làng thì cũng đi lấy thì cũng phải chọn những cây già thì mới lấy chứ cả nhà. Nên là những sản phẩm mình gửi đến cho quý vị sử dụng thì cả nhà mình cứ yên tâm sử dụng. Ở đây có mấy cái nấm lim xanh này cả nhà ơi. Lim chi lim xanh này. Đây cả nhà. Nhưng mà nó còn nhỏ quá mình không lấy nhá. Này. Mình nó còn nhỏ xíu à. Kệ nó, để nó cho nó lớn nó già đi. Bên này có bụi sa nhân này. Không biết có trái hay không. Đây này. Có đây này. Đây này. Được nóng rồi. Ui, được ốc này này. Xem bắt hai lượng. Bắt gì lượng ngay. Ở đây cũng có những cây sa nhân đây cả nhà. Nhưng mà những cây này thì không có quả nhé. Và bây giờ cũng qua trưa rồi cả nhà. Cũng mệt lắm rồi. Bây giờ mình đi xuống dưới khe suối nha. Mình đi tìm khe nước để mà mình chế biến món ốc này ăn nha cả nhà. Mình cứ nhắm hướng chỗ nào dốc rồi mình đi xuống. Đằng nào cũng gặp nước thôi. Đi xuống dốc là gặp nước rồi cả nhà. Nếu mà bị lạc nữa là cứ xuôi theo dòng nước mình đi về là thế nào cũng ra gặp đường. Ô to luôn.
nãy cũng bắt được hai con cua này cả nhà. Giờ để đây để tí nữa nướng nha. Ngâm từ nãy giờ thì ốc đó đã nhả hết cái bụi bẩn ra rồi cả nhà. Bây giờ thì mình lần lượt mình sẽ rửa từng con thì cho nó sạch sẽ rồi mình nấu nhé. Đúng ra nếu ốc này mà mình ngâm thời gian lâu á thì nó sẽ nhả hết bụi bẩn ở trong trong cái ruột của nó nhá. Mình ăn ăn thì mình không phải lọc lựa nữa, nhưng mà bây giờ còn cái ruột của nó chưa sạch ấy, thì mình ăn mình sẽ bỏ ruột nhé. Vì nếu mà mình ngâm qua đêm thì nó sẽ sạch sẽ hơn cả nhà. Số lượng ốc thì hôm nay là quá là nhiều luôn cả nhà. Nên là bây giờ mình hai anh em mình ăn một ít thôi nhé. Còn để lại tối nay hoặc là ngày mai thì mình sẽ làm thức ăn mình ăn tiếp nhé. Chứ lỡ chiều nay mà không kiếm được thức ăn thì sẽ không có gì ăn rồi cả nhà. Đây, con như này thì mình sẽ bỏ vào trong trong bì mình cắt nhé. Còn hôm nay thì hai anh em mình ăn một ít này thôi. Trong rừng thì mình ăn tiết kiệm rồi cả nhà, chứ không ăn hoang phí quá thì lại lần sau tìm không được thức ăn thì sẽ không có gì ăn. Thank you.
giờ ăn miếng rồi, ăn tạm buổi trưa đây thế này thôi thôi nhé cả nhà. À, tối thì mình sẽ nấu thêm miếng cơm nữa. Ngon quá. À, đây rồi. Đông người càng bàn càng ghế, nhưng mà mình thì ngồi chỗ nào cũng được cả nhà. Cái rượu hôm trước uống cò này đây cả nhà. À, mình uống một bữa một ít thôi nha cả nhà, chứ không uống nhiều quá, lạm dụng nhiều quá thì nó sẽ không tốt. Một bữa cơm mình uống tầm khoảng 3 đến 4 ly thôi cả nhà. Ly mắc trâu á, chứ không phải 3 đến 4 ly cối thì chắc say luôn đấy cả nhà. Thôi mời cả nhà mình uống rượu nha. Ăn miếng đã chứ cũng rất là đói bụng rồi. Trong rừng thì nói chung là có thức ăn nhiều thì mình ăn cũng no, nhưng mà có ít thì mình ăn mình một ít lần thì nó cũng cảm thấy no bụng nha cả nhà. Mình dạng như đánh lừa bao tử đấy thì nó cũng vẫn no bụng. Mời cả nhà nhé. Rất là ngọt luôn cả nhà ơi. Mang sang một con là con thứ hai đây. Nha nha. Thì những cái phần này ở dưới này thì mình có thời gian mình ngâm đi á, thì nó sẽ sạch sẽ phần dưới này luôn nhé. Còn bây giờ chưa có thời gian thì mình sẽ bỏ phần dưới này. À, ăn một cây này thôi cả nhà. Xin mời cả nhà mình nhé. Ốc này thì nó rất là thơm. Thơm mà nó nhai vô thì nó có sặc sặc và nó thơm lắm cả nhà. Cái mùi vị thịt của nó thì rất là rắn chắc. Như ốc đầu ở nhà thì mình ăn thì nó không có cứng bằng ốc này. Cái ốc này tại đi trong rừng nhiều á nên là nó có độ cứng. Giống như những con thú rừng thì thịt nó sẽ chắc hơn là những con thú nhà nuôi ở nhà. Đây nha. Ruột của nó thì cái chắc là đã rồi cả nhà, xin mời cả nhà nhé. Rồi bên cạnh dòng thác, dòng suối nhỏ này mà nước chảy rất là êm đềm cả nhà. Uống thêm ly rượu nhắm miếng mồi nữa thì thật là những khung cảnh rất là yên bình và đầy sảng khoái. Nhắm mồi xong thì phải lễ một con ốc cả nhà. Nó to lắm, chắc lắm. Ăn thì cũng chưa nhiều đâu cả nhà, nhưng mà đối với trong rừng thì những bữa ăn như vậy thì cũng là cảm thấy ổn rồi đấy cả nhà. Và buổi tối nay thì mấy anh em mình sẽ nấu thêm cơm nhé. Và bây giờ thì mình cũng sẽ đi bộ về lại những cái lều mà đêm hôm trước anh em mình dựng tại bờ suối đấy, để mình ngủ và tiếp tục sáng ngày mai thì mình sẽ được rẽ đi hướng khác nhé. Bởi vì khi mà đi tìm những dược liệu trong rừng thì không phải đi lúc nào cũng thành công đâu mọi người ạ. Lúc được lúc có, lúc thì không được, nên là rất là thất thường. Bởi vậy cuộc sống trong rừng là như vậy đó mọi người. Tuy vất vả, cực khổ, nhưng mà đó là những cái đời sống và những cái cách sinh hoạt của những người bản địa ở nơi đây nhé. Và cũng của mình cũng như vậy đó cả nhà. Và bây giờ thì mấy anh em mình sẽ dừng lại video ở đây nhé.
tranh thủ đi về cho kịp để trời tối nhé. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ.